Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trong phân khúc gầm cao hạng A, chắc chắn rằng là chiếc Kia Sonet đang là sự lựa chọn hàng đầu của anh em. Vì Kia Sonet có giá bán rất là thấp, có nhiều phiên bản để anh em lựa chọn và hiện tại thời điểm này anh em vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp. Đồng thời các phiên bản Kia Sonet vẫn đang được hỗ trợ tiền mặt từ nhà máy. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc Toyota chỉ có một phiên bản duy nhất để anh em lựa chọn và là xe nhập khẩu nên anh em sẽ không được hỗ trợ thuế. Thời điểm cuối năm, số lượng xe 2023 bán vừa đủ đến hết năm nên Toyota Ray chưa có sự cạnh tranh trong phân khúc vì nếu số lượng xe Ray nhập về nhiều mà không bán được để sang năm 2024 khi mà bán xe tồn thì rất là khó. Thời điểm đầu tháng 11, em đã cập nhật chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonet cho anh em rồi nhưng hiện tại đối với dòng xe Kia nói chung và Kia Sonet nói riêng anh em đang được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ áp dụng trên tất cả các showroom trên tất cả các địa phương trên toàn quốc Ngoài ra thì em vẫn sẽ hỗ trợ thêm anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua xe tại showroom vẫn hỗ trợ thêm tiền mặt cho anh em. Cụ thể chính sách bán hàng cho từng phiên bản Kia Sonet giữa tháng 11 này như thế nào? Mời anh em cùng xem video. Em xin phép điểm nhanh qua đôi chút về những thông tin cơ bản của Kia Sonet. Kia Sonet được nắp ráp và phân phối với 4 phiên bản, trong đó thì có 3 phiên bản số tự động là Kia Sonet bản AT -DNAC. Kia Sonet bản AT Luxury và Kia Sonet bản AT Premium và phiên bản thứ tư đó là Kia Sonet bản MT phiên bản này cực kỳ kén khách và hầu như là không có anh em nào lựa chọn số sàn cả chính sách bán hàng của hãng xe Kia em xin phép cập nhật lại đó là phân vùng thị trường anh em mua xe ở địa phương nào mà có showroom của Kia rồi thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom nơi đó thôi chính vì thế anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em như trong phần đầu video em đã nói qua đó là hỗ trợ thêm tiền mặt cho anh em còn anh em ở các tỉnh khác do là em không bán về được nên em không thể hỗ trợ anh em được, anh em thông cảm. Nhưng trong video này em vẫn sẽ tính giá xe ra biển số lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp để anh em nắm được. Anh em cảm thấy phù hợp với phiên bản nào thì anh em ra trực tiếp showroom ở địa phương của mình để thỏa thuận cũng như là mua bán. Và mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, em cập nhật chính sách bán hàng giữa tháng 11 đó là Kia Sonet bản AT Premium, phiên bản cao cấp nhất. Hiện tại giá bán chung cho tất cả các showroom trên toàn quốc là 574 triệu, và anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh em vẫn sẽ hỗ trợ thêm tiền mặt cho anh em anh em mới quý ngoài ra anh em được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là một năm bảo hiểm thân vỏ áp dụng cho tất cả các showroom thứ hai đó là đón phim cách nhiệt thảm để chân và túi cứu hộ anh em ở Hà Nội em xin phép tặng thêm anh em sơn phủ gầm và căn cứ từ giá bán 574 triệu giá bán chung của nhà máy em xin phép tính lại chi phí ra biển số lăn bánh để anh em tham khảo và nắm được anh em nào ở Hà Nội sẽ là 634 triệu anh em ở các tỉnh áp 12 là 614 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% là 608 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 627 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Chưa bao gồm những khoản chi phí mời gồm có dịch vụ đăng ký xe chọn gói, còn bảo hiểm thất vỏ thì anh em đã được tặng rồi. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85%. Như vậy thì anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe cùng với các khoản chi phí đăng ký và số tiền thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị khi mà anh em mua chiếc Kia Sonet bản Premium như sau. Anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 146 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% là 126 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 120 triệu. Và anh em ở Hồ Chí Minh sẽ là 139 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm các khoản chi phí phát sinh khi mà anh em mua trả góp đó là bảo hiểm thân vỏ. Cái này là bắt buộc nhưng năm đầu anh em đã được tặng rồi. Anh em chỉ phải mua từ năm thứ hai thôi. Và dịch vụ thứ hai đó là chi phí đăng ký xe chọn gói như vậy với chiếc Kia Sorento bản Premium, anh em sẽ vay ngân hàng tối đa được là 487 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm và với gói vay 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho ít nhất là 8,9 triệu trong đó thì gốc chỉ đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Kia Sorento bản AT Luxury, giá bán công bố từ nhà máy là 549 triệu, áp dụng cho tất cả các showroom trên toàn quốc và hiện tại em hỗ trợ cho anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm thêm tiền mặt cho anh em. Anh em lưu ý. Đồng thời hiện tại thời điểm này về khuyến mại anh em vẫn đang được tặng bảo hiểm thân vỏ từ nhà máy cùng với các phụ kiện như trên video anh em đang xem. Ngoài ra em vẫn sẽ tặng thêm anh em nào ở Hà Nội thêm sơn phủ gầm. Với giá bán 549 triệu, giá xe ra biển số năm bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 606 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% là 586 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 580 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 600 triệu. Trong trường hợp anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 139 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% là 120 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% là 114 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 133 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm chi phí dịch vụ đăng ký xe chọn gói, còn bảo hiểm thân vỏ thì năm đầu anh em được tặng rồi. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là 466 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,5 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ ba của Kia Sonet đó là Kia Sonet bản AT Deluxe. Giá bán công bố của nhà máy áp dụng trên toàn quốc là 519 triệu. Ngoài ra thì vẫn sẽ có cơ chế tốt hơn cho anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em lưu ý, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Còn anh em ở các địa phương khác thì anh em thông cảm, em không hỗ trợ tiền mặt thêm cho anh em được vì em không bán về các tỉnh được. Anh em lưu ý, anh em muốn hỗ trợ thêm thì anh em phải liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán, bán hàng ở địa phương của mình và thỏa thuận mặc cả xem mà hỗ trợ được bao nhiêu. Anh em vẫn được tặng bảo hiểm thân vỏ cùng với các phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem. Và với giá bán 519 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính lại để những anh em nào mới theo dõi cũng có thể nắm được. Anh em nào đăng ký xe biển Hà Nội sẽ là 574 triệu, đăng ký xe tại các tỉnh áp thuế 12% sẽ là 555 triệu, tại các tỉnh áp thuế 10% là 549 triệu và tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 569 triệu trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau: anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 133 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% là 114 triệu, anh em ở các tỉnh áp 10% là 108 triệu và anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 128 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị thêm một khoản chi phí nữa đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa cụ thể đối với chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe, anh em vay được tối đa ngân hàng là 441 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,1 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> ngoài 3 phiên bản trên thì còn có một phiên bản số sàn nhưng phiên bản này thực sự là rất ít anh em quan tâm nên em không cập nhật chính sách bán hàng còn anh em nào thực sự quan tâm thì anh em cứ liên hệ với nhân viên bên em bên em sẽ tư vấn cụ thể cho từng anh em như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng mới nhất của Kiasonet thời điểm giữa tháng 11. Anh em xem video có chỗ nào chưa hiểu, anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả, em sẽ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc cho anh em. Hoặc anh em liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình, em sẽ hỗ trợ cho cá nhân từng anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.